Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Pino Minh Phụng. Hôm nay mình sẽ làm review và hướng dẫn chi tiết tất cả các chức năng của cái đàn Custman KS1 đang làm mưa làm gió trong phân khúc 10 triệu đồng để xem nó có những gì hay ho nhé. Cái Custman KS1 này có tổng cộng 20 tiếng và để nói rõ hơn về cách chọn tiếng thì các bạn xem hướng dẫn của mình nhé. Thì để chọn được cái tiếng trên cái đàn này thì các bạn phải xem sách hướng dẫn sử dụng xem là mình cần tiếng nào. Ở đây các bạn thấy là nó có chỗ Selecting Sound, là có nghĩa là các bạn sẽ chọn tiếng trong cái vùng này. Vậy thì các bạn xem hướng dẫn sử dụng. Ví dụ như là mình sẽ chọn tiếng Epiano chẳng hạn thì mình nhấn giữ nút Function cộng thêm cái chỗ những tiếng Epiano. Hoặc là tiếng khác nha. Mình sẽ thử chọn tiếng accordion nha các bạn. Nhấn giữ nút function rồi sẽ chọn đây, accordion. Hay là tiếng vibraphone chẳng hạn, nhấn giữ nút function vibraphone. Đôi khi trong cái tình huống các bạn sẽ cần trộn những cái tiếng âm thanh lại với nhau, ví dụ như là mix tiếng piano với lại tiếng string nè, sẽ ra một cái tiếng piano du dương hơn, nghe thoải mái hơn, hoặc là tiếng guitar string, hoặc là tiếng piano điện, vân vân, và tiếng organ nữa. Thì để xem coi là cách trộn tiếng trong cái Custman KS1 này như thế nào nhé. Nếu các bạn muốn trộn tiếng thì các bạn phải nhấn giữ nút function và chọn nút pha 2. Sau đó các bạn sẽ bật chế độ đó lên rồi và nó sẽ thành ra tiếng như thế này. Lúc này mình đang trộn tiếng piano và tiếng string nha các bạn. Nếu các bạn muốn thay đổi tiếng khác thì có thể chọn như sau, function, và chọn là cái tiếng các bạn muốn thay đổi. Nó sẽ là tiếng piano cộng với lại một tiếng nào đó, tiếng organ. Tương tự như vậy, nếu các bạn muốn chọn tất cả hoặc là bất kỳ một cái tiếng nào á thì các bạn hãy chọn nút function và nhấn pha 2 nha các bạn. Tiếp theo là chức năng chia tiếng. Đôi khi các bạn cần chia cái đàn thành hai phần và một cái phần là các bạn sẽ đánh tay trái chẳng hạn, sẽ đánh một cái tiếng nào đó mang cái ý nghĩa là tiếng bass, và một tay phải là đánh những cái tiếng treble, ví dụ như là tiếng sáo, tiếng organ hay là tiếng accordion, vân 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 vân. Vậy thì chức năng chia tiếng như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Để sử dụng chức năng chia tiếng thì các bạn phải nhấn nút function và chọn nút son 2. Nhấn vào đó và nó sẽ thành chia tiếng ra thành hai phần nhé. Như bên đây là tiếng piano, tiếng organ. Bên đây là tiếng piano rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một cái điểm bất kỳ để chia ra nha. Coi như là đó là một cái ranh giới đó, thì các bạn sẽ nhấn function, nhấn vào nút son thăng 2 và chọn một cái nốt bất kỳ trên cây đàn. Ví dụ mình chọn nốt đồ này thì từ nốt đồ này trở xuống nó sẽ là tiếng organ, và từ nốt đồ này, nốt đô thăng này trở đi á, nó sẽ là tiếng piano. Các bạn thấy không? Trong trường hợp các bạn đang học và cần chia đôi cây đàn thành hai để các bạn và thầy các bạn có thể đánh được, hoặc là các bạn dạy học sinh, hoặc là hai bạn có thể đánh cùng lúc với nhau, thì đây là một chức năng tên gọi là Trinova, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm Trinova nhé. Khi mà các bạn cần sử dụng chức năng Trinova hay là chia đàn làm đôi thì các bạn sẽ nhấn vào nút function nè và nhấn vào cái nốt là nốt C dán 2 và sau đó sẽ chia thành làm đôi, các bạn nhìn nha. Các bạn thấy đó, từ nốt mi này trở xuống thì nó sẽ có một cái âm vực khác, và nốt pha này trở lên sẽ âm vực khác. Thành ra các bạn sẽ đánh được hai tay chung một âm vực, hoặc là
hai người đánh cùng một lúc, thầy trò hay là bạn bè đánh cũng được. Trên cái đàn Gusman Cast 1 này có tới 5 phản hồi lực nhấn ở chế độ khác nhau, từ thấp nhất, mềm nhất cho tới bình thường, hay là nó sẽ nặng hơn rất là nhiều. Thành ra là các bạn sẽ cần cân nhắc sử dụng nó. Và để bật chức năng này làm như thế nào, mình sẽ chỉ các bạn nhé. Muốn sử dụng chức năng phản hồi lực nhấn thì các bạn phải xem coi chức năng này đã được bật hay chưa. Thử bằng cách là các bạn nhấn mạnh, nghe tiếng to và nhấn nhẹ. Nghe tiếng nhỏ có nghĩa là nó đang bật. Trong trường hợp nó không bật hoặc là nó chưa bật thì nó sẽ như thế này. Các bạn sẽ nhấn vào nút function và nhấn vào nút đồ 3. Các bạn thấy mình đánh nhẹ cỡ nào thì tiếng vẫn to, có nghĩa là nó chưa bật chức năng này lên. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn lại để bật chức năng lên. Rồi bây giờ mình sẽ chọn những cái phản hồi lực nhấn khác nhau nha. Các bạn thử xem nè. Mình nhấn nhẹ thì nó rất nhỏ, nhấn mạnh thì nó lại rất lớn. Đó là mình chỉnh cái chế độ Hard 2, có nghĩa là chế độ nặng nhất. Còn nếu chế độ nhẹ nhất là, đó là sự khác biệt. Và các bạn sẽ nghe bài hát nè. Mình thử đánh nếu mà mình tắt chức năng function, tắt chức năng touch phản lực nhấn coi nó như thế nào nha. Nó khá là ồ đúng không các bạn? Vậy mình thử bật nha. Khi các bạn đệm hát cho người thân hoặc là cho bản thân mình, đôi khi các bạn phải dịch chuyển tông, tăng giảm tông, hay là còn gọi là transpose. Và mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn cách tăng giảm tông trên cái đàn này như thế nào nhé. Để sử dụng chức năng transpose hay là dịch chuyển tông á, khi mà các bạn cần đệm hát cho ai đó hay bản thân mình như mình đã nói đó, thì các bạn sẽ sử dụng là nhấn nút function và sau đó chọn một là muốn giảm tông, các bạn sẽ nhấn vào nút pha tăng 3. Mỗi lần như vậy nó sẽ dịch chuyển nửa cung cho các bạn, hoặc là nhấn lên tông, lên nửa cung thì sẽ là nút son 3. Còn nếu các bạn muốn trở về mặc định thì nhấn hai nút cùng một lúc. Đây là mặc định nha các bạn. Để mình giảm tông nha. Pha thăng 3. Rồi, bây giờ mình sẽ quay về mặc định và tăng lên nửa cung. Tăng nửa cung nữa. Các bạn có thể chọn tới 10 bài hát khác nhau để nghe trên cái đàn này, để xem coi là cái đàn này có tiếng piano hay như thế nào nhé. Và mình sẽ chỉ các bạn để chọn thử những bài hát, nghe thử những cái đàn này, thì các bạn sẽ nhấn vào tô phím là nút function và giữ nguyên, sau đó sẽ nhấn một trong những cái nốt từ nốt đô 4 cho tới nốt la 4. Ví dụ nha. Mình chọn tiếng khác nha. Bài khác nữa nha. Trong các buổi luyện tập piano thì mode metronome rất là cần thiết cho các bạn, để các bạn luyện tập cho đúng nhịp, đúng bài hát, đúng tốc độ. Vậy thì nó sẽ được bật như thế nào đây? Các bạn cùng xem nhé. Các bạn hãy nhấn hai nút là nút function và một cái nốt là nốt C5 để bật metronome lên nha. Trong trường hợp các bạn cần chỉnh cái tiết điệu nhịp ở trong cái metronome này thì hãy sử dụng những cái nốt như sau. Ví dụ như là mình chỉnh nhịp 1-1 hoặc là nhịp 3-4 chẳng hạn, hoặc là 6-8, hay là 2-4. Nó sẽ tương đương với số 1, 2, 3, 4, 5 và 6 ở khu vực này các bạn nhé. Để điều chỉnh tempo trong metronome này các bạn làm như sau. Nhấn vào nút function và nhấn nút La 5 để các bạn giảm từng nốt một. Ví dụ các bạn xem nha. Rồi mình sẽ giảm tempo xuống nè.
Mỗi lần nhấn xuống như vậy thì nó sẽ giảm đi một tempo các bạn. Và bây giờ nhấn lên, nút này thì sẽ tăng tempo nè. Càng ngày càng nhanh hơn ha. Và bây giờ trở về mặc định là hai nốt cùng lúc là nốt La và nốt Si giáng 5. Rồi, bây giờ các bạn muốn chỉnh một cái số bất kỳ thì các bạn hãy nhớ là từ cái nốt Si, Si 5 này cho tới cái nốt La giáng 6 là tương ứng với lại 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các bạn chỉnh nốt bất kỳ, chỉnh cái tempo bất kỳ theo cái số này để các bạn chỉnh metronome nha. Bây giờ mình ví dụ như thử chỉnh 100, tempo 100 nha. 1, 0, 0. 120 nha. 1, 2, 0. Đó, các bạn thấy sự khác biệt chưa? Các bạn cần nghe thử xem là tiếng này thì sẽ chơi được những bài hát kiểu như thế nào, tiếng organ thì sẽ chơi được bài hát kiểu như thế nào, piano, guitar, string, accordion, vân vân, thì nó sẽ nằm trong chức năng demo. Ở mỗi tiếng sẽ có một cái bài demo riêng và mình sẽ chỉ cách cho các bạn nhấn nghe thử nhé. Để muốn nghe demo thử của bất kỳ một tiếng nào thì các bạn chọn tiếng trước nha. Ví dụ mình nghe demo của tiếng piano ha, nhấn function, chọn tiếng piano, sau đó nhấn function tiếp và chọn nốt C7, C cuối cùng của cái đàn này. Nhấn một lần nữa để tắt nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chọn thử demo của tiếng vibraphone, nhấn function, chọn tiếng vibraphone, sau đó là nhấn function, chọn C7. Đó, các bạn thấy chưa? Hoặc là một cái tiếng khác nha, mình tiếng accordion chẳng hạn, function, accordion, sau đó lại function và C7. Đó, các bạn thử xem có những cái bài demo rất là hay nhé. Nếu cảm thấy phiền phức khi chỉnh bất kỳ chức năng nào trên cây đàn này mà các bạn có nghe tiếng bíp bíp thì mình sẽ chỉnh cho các bạn cách tắt nó đi nhé. Và thêm đó nữa là cứ mỗi sau 30 phút các bạn có thể tùy chỉnh được chức năng mình tắt tự động để tiết kiệm điện. Vậy thì nó được bật như thế nào? Các bạn cùng theo dõi nhé. Bíp nốt rất là tiện cho các bạn khi các bạn đang đánh chẳng hạn và các bạn muốn chỉnh bất kỳ một cái chức năng nào mà không muốn lộ cái tiếng bíp ra, nó rất là mất đi sự chuyên nghiệp, thì các bạn sẽ làm như sau nha. Bây giờ mình thử trước, nếu mà không có vẫn còn cái bíp nốt, vẫn chưa tắt cái bíp nốt thì sẽ như thế nào. Nãy giờ đó mình chỉnh nút function, chọn bất kỳ một chức năng nào đó, thì các bạn thấy cái tiếng cọc cọc không? Bíp 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 bíp. Các bạn không muốn nghe tiếng này nữa thì hãy nhấn nút function và nhấn nút đô 8. Rồi, bây giờ nó sẽ không còn ra tiếng nữa. Đó là sự im lặng tuyệt đối luôn. Còn thêm một cái chức năng nữa, đó là chức năng auto power off, có nghĩa là nó sẽ tắt sau khi 30 phút các bạn không sử dụng đàn, thì các bạn sẽ nhấn là nút là không cộng thêm với lại nút tắt của cái đàn. Và nó sẽ nhận. Vậy thì nó sẽ tắt chức năng đó hoặc là mở, tùy theo các bạn lựa chọn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này hôm nay của tụi mình. Link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Hãy đến trải nghiệm sản phẩm tại Piano Minh Phụng, địa chỉ là 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 nha các bạn. Hãy nhớ là đừng quên like và subscribe để tụi mình có thêm nhiều động lực hơn nữa để làm những video hay hơn, cũng như là cung cấp thêm cho các bạn những kiến thức bổ ích hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.